Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 634 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, tiếng ồn ào từ trong đám người rậm rạp, chằng chịt bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Nhiều cổ tộc xuất hiện cùng nhau như vậy rất khó gặp. Không hề nghi ngờ, lần này Lục Thiêu Du và Phòng Ba Nam, Hoàng Giật, Phòng Dù Dù chiến một trận đã đủ để hấp dẫn tất cả người trong vận địa thiên giới. Các người cũng tới sao? Trong đường ngũ băng ra, một nam tử khí độ bất phàm thần hình phạm vỡ. Mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng đi tới bên người của hắn. Băng nhu tỷ từ kỳ tỷ một người dung nhan thanh tú trên người mặc bộ váy dài màu hồng bên trên có thêu những hoa văn tình xảo giống như hỏa diễm cũng mang theo mấy chục thành điền nam nữ sau lưng đi tới đội hình băng da mộc da lý tường hỏa vũ các người đều đã từng động thủ với độc thiêu du rồi sao trong đội ngũ mộc da mộc tử kỳ nhìn qua nam tử khi độ bất phàm cùng với nữ tử dùng nhan thanh tú mặc bộ váy dài rồi hỏi chân mày là liễu như vẽ Đôi mắt to tròn ngập nước, dưới bộ y phục màu xanh lá, thân hình cao gầy cùng với đường cong động lòng người khiến cho không ít ánh mắt trong không trung bị hấp dẫn tới. Động thủ qua rồi, thực lực của Lục Tiêu Du quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Tường trả lời bộc tử kỳ, nhắc tới Lục Tiêu Du, cỗ ngạo khí cổ tộc trên người của hắn lập tức tiêu tán, không còn sót lại một chút nào. Hỏa vũ chu miệng, khẽ than thở lại nói, muội cũng không phải là đối thủ, lục tiêu dù kia quá mạnh. Dứt lời, Hòa Vũ lập tức nhìn qua Mộc Tử Kỳ, hai mắt khẽ đảo, lại nói. Tử Kỳ tỷ, nghe nói tỷ và lục tiêu du có quan hệ không phải nồng cạn, chẳng lẽ tỷ còn không rõ ràng thực lực của hắn hay sao? Ai cùng hắn có quan hệ không cạn? Mộc Tử Kỳ nghe vậy, đôi chân thon dài lập tức dậm mạnh trên mặt đất, không ít trang sức tình xảo trên người cũng rồng động theo, tạo ra âm thanh thành thúy nhìn qua càng thêm nóng bỏng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà nghiến răng nghiến lợi lập tức nói không nói tới hắn nữa đám người bá nam đại ca có lẽ cũng sắp tới rồi có lẽ là vậy đó đôi mắt trong suốt thanh tịnh của bằng nhu khẽ nhúc nhích nhìn ngọn núi bốn phía dò xét một hồi đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn về ngọn núi bên trái lại nói bọn họ tới rồi bằng nhu dứt lời từ trên không trung lập tức vang lên một mảng lớn tiếng xé gió từng đạo lưu quang xuất hiện trên không trung, từng cỗ khí tức khiến cho không trung nhộn nhạo, lưu quang thủ liễm, lộ ra mấy trăm đạo thân ảnh. Là Lục Thiếu Du và đám người đường dần lôi tiểu thiên. Mấy thành điền nam nữ cao ngất đứng đầu xuất hiện, khiến cho không ít ánh mắt trùng quanh lập tức run lên. Đám người vừa mới tới chính là đám người Lục Thiếu Du, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mạc Kình Thiên, Tịnh vùng Ngân, Nhầm Tiểu diệu. Còn có không ít nữ tử tuyệt mỹ đạp không đứng lờ lững Tân ảnh lung linh, bộ váy dài trên người bồng bềnh, khuôn mặt như hoa, cũng giống như tiền tử, không nhiễm khói lửa nhân gian. Mỗi một, một người so với Mộc Tử Kỳ, bằng nhu, không chút thua kém. Mộc Tử Kỳ, bằng nhu, hỏa vũ và không ít nữ tử khác, lúc này lập tức nhìn về phía mấy nữ tử tuyệt mỹ kia. Lục Tiêu Du nhìn mọi người sau lưng, lúc này chúng nữ cùng với đường dần, lồi tiểu thiên, Mạc kinh thiên, bắc cùng vô song, đấu cô cảnh văn, lục đình thái a, chờ ở bên ngoài còn có vân khiếu thiên lữ chính cường phách Đào lòng tàm phi ưng Lăng phong trên Đào quất đảo tuyệt Thái cổng tĩnh diễm thai cổng mỹ diễm bạc cùng ngọc độc cô hồn long cực lạc tam quỷ thiên địa dị lão cùng với chúng cường giả linh vũ giới đều có mặt nhìn mọi người một lượt thân ảnh lập tức lóe lên hai tay lục thiêu du khẽ nhúc nhích lập tức đạp xuống chiến đài cả chiến đài lơ lửng trên hồ nước lớn bên trên khổng lồ chừng mấy vạn thước bóng dáng như ngọc bên dưới giống như thạch nhũ trụ xuống, kết đối với hồ nước, giống như một khối lục địa cực lớn, phong cách cổ xưa mà trang trọng. Không biết đã sừng sững đứng trên hồ nước lớn này bao nhiêu ngàn vạn năm, sừng sững không ngã, giống như không có ai có thể trung chuyển mảy may. Lục tiêu du đáp xuống chiến đài, đám người đứng xem chung quanh chiến đài, bỗng nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lên trên chiến đài. Trên ngọn núi xa xa, cũng có trên trăm thành niên nam nữ cao ngất đứng đó, trong ba người dẫn đầu, có một nữ tử áo trắng. Áo trắng như tuyết trên người, hai mắt như sao sáng, khuôn mặt cao quý thoát tục, tới thánh khiết, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như là đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Sau lưng nàng là một nam tử mặc cầm bào đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn lãng, cái cằm nhọn, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ ưu nhã. Mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đèn nhánh buộc ở phía sau đầu. Có vài sợi tóc rủ xuống hai bên tai, làm cho mọi người nhìn qua hắn có vẻ vài phần phiêu giật. Tuy rằng chỉ lặng lặng đứng đó, thế nhưng khí thế lạnh mạnh vô cùng. Bên người đứa tử áo trắng còn có một nam tử thân hình to lớn, da bầu hồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt giống như điều khắc, hai mắt thầm thúy, mắt nhìn về phía chiến đài bao la phía trước, hiện lên vẻ cuồng giá không cầu nệ. Đại ca, đi thử thực lực của hắn đi. Nữ tử áo trắng nhìn về phía trước, đôi mắt trong sáng mà thành tịnh, nàng nhẹ nhàng nói với nam tử cuồng giá, không cầu nệ bên người mình. Người chân lý niết bàn, ta cũng muốn thử một chút. Nghe vậy, nam tử này khẽ gật đầu, vẻ mặt lặng lẽ biến ảo bất định. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt có chút khác thường, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tựa như tìa chớp lướt đi. Trên chiến đài, lục thiết du lặng lặng đứng chắp tay, bỗng nhìn gần đầu, nhìn qua đạo lưu quang đang xẹt qua không trung. Sau chớp mắt, đã đáp xuống chiến đài. Lưu quang thủ liễm, một nam tử thân hình to lớn, da rẻ hồng hào, ngũ quan góc cạnh lập tức xuất hiện trước mặt lục tiêu du. Người mặc trường bào màu lam, thân hình cao ngất đứng đó giống như một bức tượng. Phòng bá nam tới rồi. Phòng bá nam của phòng gia, thứ bà thiền bảng, nam tử này đáp xuống chiến đài, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn vào. Giữa khổng trung, đam người băng nhu, mộc tử kỳ, lý tường hỏa vũ, lôi tiểu thiên, đường tiểu tiểu, đường dân và những người khác đều nhìn vào người vừa mới xuất hiện này mà trong đám người mà kình tiên nhìn qua đạo thân ảnh to lớn trên chiến đài ánh mắt đại biến dùng sức xòa xòa mắt dường như cho rằng mình nhìn lầm miệng thị thảo nói điều này không có khả năng tại sao lại có thể như vậy chẳng lẽ ánh mắt thầm thúy mà u ám của nam tự cao ngất to lớn kia nhìn lục thiêu dù nói ta đã sớm nghe nói qua ngươi vốn ta cho rằng đời này cũng không có cơ hội gặp mặt không ngờ ông trời lại trêu ngươi hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt nghe vậy lục tiêu du cảm thấy có chút nghi hoặc thế nhưng cũng không nghe ra được cái gì hắn nhìn qua nam tử cao ngất to lớn toàn thân lộ ra vẻ cuồng dã không cầu nệ trên người nam tử này có khí chất vương giả uy chấn thiên hạ có lẽ chính là phong bá nam của phong gia giữa đinh hồn lực nhạy cảm lục tiêu du không khó biết rõ khí thức trên người nam tử to lớn cao ngạo này mạnh mẽ ra sao đám người mộc tử kỳ đường dân đôi tiểu thiên không có khả năng so sánh với người này khí tức cổ tộc trên người của hắn so với đám người mộc tử kỳ đường dân rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Phòng ba nam của phong gia ư. Lục tiêu Du nhìn thẳng người này rồi lại nói, giữa đình hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức tuyển cổ cảnh cao dai, không hồ là tồn tại thứ ba trên thiên bảng. Giờ phút này, cảm nhận cổ khí tức này cũng khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du tuần ra ý kiến không hiểu gì. Cặp đường cường giả chính thức trong Tám người trẻ tuổi cùng thế hệ, trong lòng đục tiêu du mới có thể tuôn ra loại trên ý như vậy. Quả là không tệ. Phòng ba nam nhìn đục tiêu du, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một chút gì đó. Sắp bắt đầu rồi. Bốn phía chiến đài, vô số người lúc này đều nhìn về phía hai người, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trần Lý Niết Bàn vô cùng bất phàm, muốn thắng ta cũng không dễ. Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau phong ba nam lập tức ngẩng đầu, nhìn lục tiêu du, âm thanh có chút trầm thấp, khí thế không giống như người thường, lộ ra vẻ bá đạo, không cầu nệ. Hắn nói, ta hy vọng người không làm cho ta thất vọng là được, như vậy tốt lắm. Nếu như người có thể ngăn cản được ta, ta sẽ vận dụng toàn lực. Hy vọng người có thể khiến cho ta vận dụng toàn lực, sẽ không làm ta thất vọng. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Hãy cho một Lục Thiêu Du, quả thực có vài phần ngạo khí. Có ngạo khí không có gì là không tốt, như mà hy vọng phải là tự đại. Phòng ba nàm nói xong, trong lòng bàn tay bỗng nhiên con lưu quang chợt lóe trong tay xuất hiện một kiện linh khí giống như côn mà không phải là côn giống như thường mà cũng chẳng phải là thường toàn thân tràn ngập khí thức cổ xưa bị vằn quanh quẩn kiện linh khí giống côn kia lại là xuất hiện cả chiến đài đột nhiên run lên chỉ thoáng cuồng phòng rít cào trên không trung thiên địa biến sắc thái cổ thiên phong trụ thông định bảo khí thái cổ thiên phong trụ của phong gia trong lúc cuồng phòng rít cào thiên địa biến sắc đám người đương dân, lôi tiểu thiên, mộc tự kỳ, bằng du cùng với những người khác nhìn thấy kiện linh khí trong tay phòng bá nam, sắc mặt khẽ biến đổi. Lục thiêu du, người có bản lĩnh để cho ta vận dụng thái cổ thiền phòng trụ không? Linh khí trong tay, khí thế bá đạo quanh thân phòng bá nam trở nên sắc bén. Hắn khẽ phất tay, thái cổ phong thiên trụ trong tay giống như điều quang đứt đi, cắm ở trên chiến đài bóng loáng như ngọc cách đó không xa khi tế bá đạo mênh bồng khuếch tán trên không trung chiếc đài sừng sững không thể bị lay động lúc này cũng bị thái cổ thiền phòng trụ này làm cho rung động một chút thổng linh bảo khí phòng ra quả thực ra tay bất phàm. lục tiêu du nhìn thái cổ thiền phòng trụ của phòng bá nam áo nghĩa thuộc tính phong mênh mông khuếch tán trên trời cao uy năng kinh thiền động địa không phải là thứ mà linh khí áo nghĩa có thể làm được cười nhạt một tiếng lục tiêu du nhìn phòng bá nam lại nói hy vọng người có thể khiến cho ta vận dụng huyết lục. Lục Tiêu Du nói xong, trong lúc mở hồ có tiếng lòng ngầm vang vọng. Trong tay Lục Tiêu Du chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đạo huyết quang, huyết quang thủ liễm, một thanh đại đao huyết sắc tràn ngập kim quang hiện hiện. Lục Tiêu Du lập tức lướt đi, cắm huyết đao ở trên bề mặt chiến đài cách đó không xa, Kiện trò chiến đài bóng loáng như ngọc xuất hiện một cái khe, khe sát khí sắc bén, lạnh lẽo lập tức tràn ra. Đào tốt. Phong Ba Nam nhìn đại đao huyết sắc của Lục Tiêu Du cắm cách đó không xa. Cô khí tức sắc bén mà lạnh lẽo kia, khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng phải run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía lục thiêu du, thân hình to lớn có chút trầm xuống, lại nói, ra tay đi, không phải nói ta khinh thưởng ngươi. Muốn ta ra tay, ngươi phải xuất ra thực lực để chứng minh ngươi có thể khiến cho ta ra tay thực sự. Thật như vậy sao? Ánh mắt của lục tiêu du nhảy lên, kẽ mỉm cười, thủ ấn khẽ kết, năng lượng thuộc tính phong phù thiền cái địa hội tụ trên không trung. Trong chốc lát, tạo thành một mảnh mây mù dày đặc trên không trung chiến đại. Không gian lập tức chấn động, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía không thôi. Tam thiên lưu vân thủ. Trong sát nàng ngắn ngủi, ngay trong chấn động trên không trung, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía kia. Trong tầng mây cuồn cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức có vụ số đạo thủ ấn quách tán ra. Không gian trung quanh, bội đạo thủ ấn rung động, bắn tứ tung. Trong lúc không gian trùn dậy, vô số đạo thủ ấn này lại lập tức hội tụ lại một chỗ vô cùng quỷ dị, dùng thu thế sấm sét đánh xuống phòng ba nam khí tức hủy diệt đan tràn tam thiên lầu vân thủ vốn là một loại vũ khí thuộc tính phong bình thường mà lục tiêu du tu luyện trên đại lục linh vũ khí trước mà lúc này dùng tu vi hiện tại của lục tiêu du thúc dục ra uy năng đã tới tình trạng khủng bố lục tiêu du đối phó với người phong gia không ngờ lại dùng thuộc tính phong lục tiêu du ra tay đối phó với phòng ba nam không ngờ lục tiêu du lại lựa chọn vận dụng thuộc tính phong chuyện này khiến cho không ít người ngây ngốc há hốc cả mồm phòng bá nam ngẩng đầu nhìn đạo trưởng ấn mang theo không gian gần như bị nghiền nát vóng tới ánh mắt có chút biến hóa nguyên được dưới trần chấn động đột nhiên phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn giống như cuồng phong rít gào ngành đón công kích của lục Tiêu du năng lượng khuếch tán không gian chấn động nổi lên rung động kịch liệt lưu phòng trụ diệt ấn trong lúc không gian rung động kịch liệt một tiếng thét lớn bỗng nhiên truyền ra thân hình to lớn mà cao ngạo của phòng ba nam từ trong không gian rung động phóng ra Áo nghĩa không gian quanh thân rung động đường theo áo nghĩa thuộc tính phong tràn ngập nhanh như thiểm điện cả phiến không gian thiên địa chung quanh hắn lập tức bị ảnh hưởng cực lớn chỉ một thoáng nguyên được thuộc tính phong phù thiên cái địa quanh thân phòng ba nam cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo thủ ấn trong không gian Nhưng nơi trưởng ấn đi qua không gian to lớn đều vặn vẹo rồi sụp đổ phá hủy tất cả ven đường nhanh như thiểm điện chụp về phía của lục tiêu du. Thập phương vũ trụ ấn. Lục tiêu du khẽ ngẩng đầu, thân hình lui mà tiến tới. Mỗi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất, chiến đài kia. Thân hình giống như bụi tên phóng lên trời. Một đạo trưởng ấn trong tay phá không phóng ra, giống như không mang theo bất luận một chút uy nặng nào. Trong sát nạ ấy, lấy thân hình hắn làm trung tâm, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, giống như không gian thác loạn. Cả không gian bỗng nhiên xuất hiện, khí tức giống như hủy diệt hai đạo trường ấn va chạm không trung bỗng nhiên run lên một phiến hư không bị sụp đổ kinh khí rung động giống như biển gầm tạo thành sóng to gió lớn bỗng nhiên lan tràn ra khuếch tán ra bốn phường tám hướng từng vòng không gian đen kịt rung động giống như đã thủy triều nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh thực lực thật là mạnh trên không trung chiến đài ánh mắt đám người mộc tử kỳ băng nhu lý tương hòa vũ rung động nhìn hai người quyết đấu trong lòng mọi người đã hiểu rõ so sánh với hai người này bọn họ đã không còn theo kịp nữa. Thực lực của hai người đều rất mạnh, cường hãn tới cực điểm. Đám người lôi tiểu tiên tịnh vùng ngân lúc này cũng nhìn nhau. Trung nữ bác cùng vô xong cũng chăm chú nhìn vào trên chiến đài. Trên ngọn núi xa xa, đám cường giả cổ tộc như đường ám, mộc nguyên và đám người tịnh kiếm hoàng, nhầm ngạ hành, quý cốc hoàng giả, từng ánh mắt cũng đều tập trung vào trên chiến đài bảo đả trước mắt. Thực lực của Hạ Bá Nam Lục Tiêu Du đã có thể san bằng khoảng cách cực lớn giữa tuyển cổ cảnh và hóa hồng cảnh rồi. Lục Tiêu Du này ở trước mặt người phong xa lại vận dụng thuộc tính phong, dường như cũng không có bị áp chế, đủ quỷ dị. Nhìn trên chiến đài, khuôn mặt giàn đua của đường ám trưởng não khẽ nhúc nhích một hồi. Trên chiến đài, một trường của hai người va chạm, kinh khí rung động khuếch tán, thân hình to lớn vạm vỡ của phòng ba nam lại lão đào lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững được. Mà lúc này, Lục Thiêu Du lại đứng vững như bàn thạch, thân hình ở trên không trung không bị lắc lư một chút nào. Kiên khí khủng bố giống như cơn lốc kia, ngay cả vạn áo màu xanh của hắn cũng không thể làm cho nó rung động được. Phòng ba nam ổn định thân hình, khuôn mặt vốn tràn ngập vẻ ngạo nghễ của hắn, lúc này cũng xuất hiện vẻ rung động, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ông tay áo vung lên, phủi một chút bụi đất trên người của mình. Hắn nhìn Lục Thiêu Du lại nói, không thể không nói, ta đã xem thưởng ngươi, hôm nay ta sẽ dùng toàn lực ngăn cản bước tiến của ngươi. Vừa dứt lời, tay phải của phòng ba nam nhấc lên, nằm ngón tay khẽ, đảo một cái, một trào không gian bên cạnh, hấp lực vô hình từ trong tay tuôn ra. Cách đó không xa, thái cổ phong thiên trụ lập tức bắn ra, trong lúc mở hồ, phát ra tiếng sấm minh, tiếp đó lập tức xuất hiện trong tay phòng ba nam. Đục tiêu du vườn tay ra, tâm thần khẽ động, huyết đục lập tức xuất hiện trong tay. Trong lúc mở hồ, có tiếng đao minh giống như lòng gầm quanh quẩn vang vọng trên không trung chiến đài hai người này mới giao thủ hai chiêu phòng ba nam đã muốn vận dụng toàn lực sao nói đùa sao lục thiêu du há là kẻ yếu phòng ba nam này trong hai chiêu vừa rồi cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào thậm chí còn rơi vào thế hạ phong cho nên chỉ có thể vận dụng toàn lực không ngờ thực lực của lục thiêu du kia lại tới một bước này bốn phía chiến đài tiếng nghị luận vang lên không ngừng cùng lúc ấy phòng ba nam đã ra tay khí tức tuyền cổ cảnh cao dài đỉnh phong không chút giữ lại mà lan tràn ra khí tức giống như một cơn lốc lan tràn ra chung quanh không trung nguyên được phô thiên cái địa rót vào trong thái cổ thiên phong trụ trên tay hắn bỗng nhiên không gian run run thái cổ thiên phong trụ phát ra một tiếng sấm minh thần rùng rùng tự dưng khiến cho vô số cơn lốc lan tràn khuếch tán cuồng phong rít gào cơn sóng trong không gian lập tức giống như những cơn sóng lan tràn ra phía xa xa. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thủ ấn trong tay Phong Bá Nam được kết, Thái cổ Thiên Phong trụ trong tay bắn lên trên không trung, trong sát na bành trướng giống như trụ trời, tiếng dâm mình vang vọng, vô số cơn lốc chung quanh hội tụ, tạo thành một cái vòi rồng quét qua chung quanh, khí tức thái cổ lan tràn, bên trong vòi rồng mang theo một loại khí thế bá đạo, giống như là trụ trời, mang theo cơn lốc cuồng bạo, tan sát bờ bãi, trong chớp mắt phóng về phía Lục Thiêu Du. Trong sát na này, cả không gian lập tức hỗn loạn sự ủy năng của thông linh bảo khí một bảng lớn hư không ở trên trời cao bắt đầu theo thái cổ thiền phòng trụ lan tràn ra phía xa dưới thái cổ thiền phòng trụ trong vòi trông, từng đạo phong nhận cắt vỡ không gian tạo thành từng lợi đạo bằng hư không đen kịt Lợi đạo đen kịt chấn động nhân tâm bên trong dường như con ẩn chứa khí tức hủy diệt phù thiền cai địa lập tức bao phủ lục thiêu du dưới vô số cần lốc lan tràn tới lục thiêu dung ngẩng đầu chiến ý trong lòng luôn bị áp chế, lúc này cũng triệt để bộc phát sồi trào. Trong đôi mắt đen đáy tràn ngập chiến ý cuồn cuộn, hai loại tinh mang một trắng bột đen giống như ngày đêm luân chuyển. Cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của phong gia tăng thêm thông linh bảo khí tổ hợp như vậy, rốt cuộc cũng có thể khiến cho lục thiêu du phóng tay ra chiều. Âm dương phách đào quyết. Dứt lời, đồ án âm dương trên huyết lục, trong tay lục thiêu du bỗng nhiên phóng ra quang mang trói mắt, đào mang trong chốc đát bắn ra, đa mang vừa mới xuất hiện bỗng nhiên cả không gian rung chuyển hư không sụp đổ uy áp tiền địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra tiếng xâm mình vang vọng không ngừng vô số đạo đào mang bắn ra nương theo hư không sóng to gió lớn lập tức đánh vào trong vô số cơn lốc của thái cổ thiền phòng trụ đào mang và cơn lốc rằng co dưới đào mang vô số cơn lốc lập tức rạn nứt bị hủy diệt lực lượng hủy diệt lan tràn trên công trung cả phiến không gian to lớn hỗn loạn ngay sau đó là không gian lập tức bị nghiền nát từng khúc, dễ dàng hóa thành hư vô. Một đạo đao mang, đèn trắng, sắc bén cùng với thái cổ thiên phòng trụ cực lớn, giống như trụ trời và chạm. Dưới thái cổ thiên phòng trụ, không gian vặn vẹo, đao mang cũng chỉ có thể bị phá hủy. Cùng một lúc, tiếng hổ gầm vang vọng trên bầu trời, khiến cho không trùng và mang nhĩ mọi người chấn động. Trước mặt bao nhiêu người, thân hình lục tiêu du hóa thành một đầu cự hồ tràn ngập điện mang màu xanh khổng lồ thân hình khổng lồ xẹt qua không trung canh tay cực lớn chấn động trong lòng hổ trào huyết lục lập tức bành trướng lưỡi đạo cực lớn lập tức va chạm với thái cổ thiên phong trụ thái cổ thiên phong trụ phá không mà tới lúc này bị lục tiêu du mạnh mẽ ngăn cản rồi đẩy lui khiến cho trong không gian xuất hiện vết nứt đen kịt phòng ba nam ngẩng đầu trong mắt đần đượng ngưng trọng hơn một chút thân hình to lớn của hắn thả người nhảy lên trên không trung khí thế bá đạo khuếch tán thân hình vọt lên trên không trung một đào thủ ấn lập tức đặt lên trên thái cổ thiên phong trụ, nguyên được vô thiên cái địa rót vào bên trong. Cả không gian bây giờ bỗng nhiên run lên, cả phiến không gian chung quanh bị chấn vỡ. Sau khi nguyên được của phòng bá nam tiếp tục rót vào, thái cổ thiên phong trụ đang bị đẩy đuôi lập tức ổn định trở lại. Thân hình cự hồ khổng đồ của lục thiêu du đứng thẳng, trong cái miệng hồ dữ tợn vang lên một tiếng thét lớn, huyết lục được thủ lại, hồ trưởng bên trái giống như sấm sét đánh ra, lưu quang bầu tím trong tay lập tức xuất hiện khí tức hủy diệt mênh mông từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phổ thiên cái địa tuôn ra trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm sét chấn nhiếp linh hồn vang vọng trên không trung áo nghệ thuộc tính lôi tăng thêm tử kìm huyền lôi trên không trung chiến đài cách đó không xa ánh mắt đôi tiểu thiền run lên khí tức tử kim huyền lôi trên thân hình cự hổ khổng lồ của lục thiêu du lúc này làm sao hắn có thể không nhận ra được bàn tay hộ cực lớn của lục tiêu du nắm lại trong nháy mắt này lôi vần quay cuồng trên không trung một đạo quyền ấn mang theo quang mang sấm sét màu tím giống như cự lòng màu tím đột nhiên đánh ra dù thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy không thôi đạo hộ quyền của lục tiêu du giống như nộ long mang theo điện mang âm âm nện vào phía trên thái cổ thiền phòng trụ quyền ấn mang theo điện mang màu tím âm âm đánh vào trên thái cổ thiền phòng trụ âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng trong phiến tiền địa này khiến cho trong đầu tất cả mọi người có cảm giác rung chuyển hai tai dường như ủ đi trong đáy mắt trên thái cổ thiên phòng trụ khổng lồ lập tức có điện mang màu tím lan tràn dùng xu thế mạnh mẽ dễ dàng lan tràn tới những nơi khác trên thái cổ thiên phòng trụ rồi trút xuống người phong bá nam lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống thái cổ thiên phong trụ khổng lồ lại một lần nữa mạnh mẽ bị đẩy lui trong lúc bị đẩy lui, thể tích to lớn lập tức thù nhỏ lại, không gian ven đường lặng lẽ bị diệt sát, không còn chút dấu vết nào. Thân hình cự hồ khổng lồ xẹt qua không gian, lập tức thu nhỏ lại. Thân ảnh lục tiêu du xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người. Trường bào màu xanh khẽ tung bay, khí tức trầm ổn, trên người còn sót lại khí tức của điện màng màu tím vừa rồi. Ở không gian phía trước, thân hình phong bá nam xuất hiện rõ ràng. Tay cổ thiên phòng trụ trong tay hóa thành bộ dáng như bình thường. Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn đứng đó, trên quần mặt khí phách kia, lúc này không ngờ lại cực kỳ tái nhợt. Người bốn phía chiến đài cùng với không trung, lúc này đều chăm chú, nhìn vào hai người. Lúc này cũng không ai biết là ai thắng ai thua. Trong đội ngũ của linh vũ thế giới, một người nắm tay chặt chặt, ánh mắt rụt rảy. Bật phần thắng bại sao? Thông đình bảo khí do phòng ba nam thúc dục cũng bị lục thiêu dù ngăn lại được sao? vô số người chăm chú, nhìn lên trên không trung. Chiến đài này như ngừng thở, giống như ngay cả nói lớn cũng không dám vậy. Xem bộ dáng hiện tại, hai người lúc này dường như đã bất phần thắng bại. Từng ánh mắt mang theo vẻ trùng động, kính sợ, nhìn về phía hai đạo thân ảnh cao ngất đang đạp không trên chiến đài. Quyết đấu vừa rồi khiến cho trong lòng mọi người không khỏi sinh ra tầm kính sợ. Trên không trung chiến đài, Phong Bá Nam và Lục Tiêu Dung nhìn nhau. Bỗng nhiên, miệng của Phong Bá Nam run lên, có miệng lập tức có máu tươi tràn ra, có vài giọt máu đã rơi vào trong trường bào màu lam trên người. Vô số máu tươi còn lại, lập tức bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược lại trong cổ họng. Phòng ba nam đã thua. Sau khi khóe miệng phòng ba nam có máu tươi tràn ra, vô số ánh mắt chung quanh run lên. Lục tiêu du nhìn phong ba nam, ngẩng đầu nói, xin đa tạ. Người trần lý niết bàn quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua. Phòng ba nam nhìn lục tiêu du khẽ thở dài, tu hồi thái cổ thiền phòng trụ trong tay, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình lập tức giống như lưu quang rời đi. Thắng rồi, nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, vô số khí tức trùng quanh chấn động sôi trào. Trên ngọn núi xa xa, thân ảnh của phong bá nam đáp xuống trước người nữ tử áo trắng, lau sạch vết máu ở khóe miệng, nhìn nam tử mặc cầm bào kia rồi nói. Lục thiêu du kia rất mạnh, cổ tộc chúng ta ở trước mặt hắn, không có một chút ưu thế nào sợ rằng lần này người phải vận dụng át chủ bài rồi nam tử mặc cẩm bào nhìn qua phong bá nam khuôn mặt khẽ nhếch lên cái cằm nhọn cùng với khuôn mặt tạo thành đường cong ưu ừ mỹ trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên chút chấn động lại nói quả thực hắn ta có bổn sự một chút ta sẽ cố hết sức nói xong nam tử mặc bà cẩm bào nhìn phong du du bên cạnh người ánh mặt khẽ đảo mở miệng nói một câu ta đi đây cẩn thận một chút thực lực của hắn bất phàm, ao nghĩa thời gian tăng thêm ao nghĩa không gian, tốc độ sẽ cực nhanh. Một khi tới gần ngươi, dùng lực phòng ngự của hắn, người sẽ bị thiệt thòi không nhỏ. Ta biết rồi. Nam tử mặc cầm bào gật đầu kẽ mỉm cười, khoai miệng kẽ nhếch lên, khoai miệng cùng với hai bờ môi và lông mày dài, đôi mặt đèn nhánh như mực, sáng sủa như sao, giống như có thể câu hồn đoạt phách, nụ cười giống như gió xuân. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tân hình nam tử cầm bào này vô thành vô tức biến mất trên ngọn núi. Đồng tiêu dù đáp xuống chiến đài, càng gần đầu nhìn qua một đạo lưu quang đang lướt tới trên không trung. Sau vài lần vé lên, đã đáp xuống chiến đài trước mặt hắn. Lưu quang thủ liễm, một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, mái tóc khẽ phất phơ, ánh mắt lạnh lùng, lặng lặng đứng đó, khí thế lạnh lẽo. Là hắn đi ra rồi sao? Là hắn, hoàng giật của hoàng gia. Nhìn thấy nam tử mặc cẩm bào trên chiến đài, vô số đệ tử cổ tộc chung quanh cũng rung động. Vị trí thứ hai trên thiên bảng đã nói lên tất cả. Đây chính là tồn tại mà những đệ tử cổ tộc khác thậm chí còn không có lòng tin khi kiểu chiến. Đây là nam tử mà hơn ngàn năm cũng khó có một lần công khai lộ diện. Nhưng danh tự so với những người thường xuyên lộ diện kia còn khiến cho đệ tử cổ tộc kiêng kỵ hơn nhiều. Lục tiêu Dung ngẩng đầu nhìn nam tử mặc cầm bào vừa mới tới, mái tóc dài màu đen buộc ở sau gáy, cái vài sợi tóc rủ xuống bên hai cổ, nhìn qua có phần là lạnh lùng và phiêu giật khuôn mặt cường nghị có khí chất lạnh lùng trong lúc mơ hồ lục Thiếu du có cảm giác người này so với phòng bá nam còn khó đối phó trêu trọng hơn nhiều hoàng giật của hoàng gia nam từ cầm bào nhìn qua lục thiêu du âm thanh có chút lạnh lùng lại nói trước đây rất lâu ta đã sớm nghe nói qua ngươi thế nhưng đây lại là lần đầu tiên ta gặp mặt lục thiêu du lục Thiếu du nhìn hoàng giật trước mắt âm thanh lạnh nhạt trước sau như bột Thế nhưng chiến ý với phòng ba nam trong mắt vừa rồi còn chưa tán đi. Lúc này, chiến ý lại một lần nữa cuồn cuộn mà nói. Mấy ngày hôm trước ta mới nghe nói tới ngươi, hoàng giật của hoàng gia phải không? Xếp thứ hai trên thiên bảng, hy vọng áo nghĩa linh hồn của ngươi sẽ làm cho ta có chút bất ngờ. Có chút cuồng ngạo, thân là người chân lý niết bàn, thật sự cũng đền cuồng ngạo một chút. Người chân lý niết bàn giống như cổ tộc, tự nhiên không phải là tồn tại mà phàm phu tục tử có thể so sánh được. Hoàng dần qua lục thiếu du nhìn nhìn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng lại có chút phức tạp, từ từ nói. Thứ ta tán thưởng người, nhất là đại khải sát giới tiền đình bình trong thương khung chiến trường. Ta đồng ý chiến với người một trận, trừ việc muốn ngăn cản bước tiến của người ra, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Đà tạ, các hạ đã tán thưởng. Lục thiếu du nhìn qua hoàng giật, nhìn qua ánh mắt của hoàng giật, hắn nhớ mày rồi nói. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, ta có cảm giác không thích người một chút nào nguyên nhân ta cũng không nói rõ ra được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta cũng không hy vọng người tiến thêm được nữa. Hoàng giật cười nhạt một tiếng, nói với lục tiêu du. Chúng ta nhất định không thể trở thành bằng hữu, cũng không trở thành cửu nhân. Như vậy cũng tốt, ta không khách khí đâu. Dứt lời, trường bào màu xanh trên thân hình cao ngất của lục tiêu du, khẽ tùng bay. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu với hoàng giật này. Loại cảm giác khó chịu này ngay cả nguyên nhân lục thiêu Du cũng không biết, cảm giác khó chịu thuần túy mà thôi. Hai người đối thoại trên chiến đài, lúc này cũng truyền vào trong tay tất cả mọi người ở bốn phía chiến đài. Trên công trùng không sót một chữ nào. Hai người đối chọi cay cắt như vậy, khiến cho trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đồng thời cũng càng khiến cho trong lòng tất cả mọi người vô cùng mong đợi. Nếu trước kỳ phòng ba nam thua trong tay lục Thiêu du, muốn tất cả mọi người phán đoán giữa lục Thiêu du và hoàng giật ai sẽ chiến thắng mà nói, có lẽ đối với tất cả mọi người đều là chuyện cực kỳ hư vô và mơ mịt. Một người là cường giả hoàng gia, đứng thứ hai trên thiên bảng lâu năm, mà một người là kẻ bá đạo vô cùng trong vật địa thiên giới, là cường giả chưa từng biết thất bại. Trong hai người này cùng chiến một trận, mọi người không biết rõ rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Mà vừa rồi trong lúc lục thiêu du và phong bán nam giao thủ, mọi người cũng có thể nhìn ra được một chút hoàng giật so với phòng Ba nam mạnh hơn nhiều đây là chuyện rõ ràng mà vừa rồi lục tiêu du mới đánh bại phòng Ba nam lúc này lại đối mặt với hoàng giật quyết đấu như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho mọi người càng thêm trở mong chính bởi vì càng rõ ràng cho nên mới càng trở mong lúc này lục tiêu du chống lại hoàng giật loại quyết đấu này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường hãn không ai biết rõ được kết quả coi như là một ít người có ánh mắt tốt lúc này cũng không thể nào phán đoán ra kết quả không đến lúc cuối cùng giữa trận quyết chiến giữa hai người cũng không ai dám nói là ai thắng ai thua. Từng ánh mắt mang theo vẻ vô cùng chờ mong nhìn vào chiến đài. Lúc này trên chiến đài, hai đạo thân ảnh cao ngất đứng đối diện nhau ở phía xa, khí thế dường như đã sớm đối chọi cài gắt. Khí thế từ trên chiến đài lan tràn ra, tự dừng khiến cho những người chung quanh không gian có cảm giác hít thở có chút khó khăn. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, sợ rằng một hồi quyết đấu nóng bỏng sắp xảy ra. Lục Thiêu Du, ta sẽ dùng toàn lực ngăn cản người ở trước mặt ta. Dưới khí thế đối chọi cay gắt này, vừa dứt lời, hoàng dân trên chiến đài rốt cuộc đã hành động. Thủ ấn được kết, khí tức tuyển cổ cảnh cao dài đỉnh phong trên người lập tức cuồn cuộn không hề giữ lại phóng ra. Nương theo đó còn có ao nghĩa đình hồn khuếch tán. tiền địa, không trùng, bỗng nhiên gió nổi mây phun, tiền địa dị biến. ủy áp thật mạnh. Dưới khí thế khủng bố như vậy, vô số người vây xem chung quanh bốn phía chiến đài lập tức biến sắc. Giữa ủy áp linh hồn khủng bố như vậy, đặc biệt là đối với tu luyện giả, chủ tu là ao nghĩa linh hồn mà nói, nguyên lực và linh hồn trong cơ thể đã bị ủy áp không thể nào ngăn cản đè nặng lên người. Một chân bước vào hóa hồng cảnh, lục tiêu du cảm giác khí tức trên người hoàng giật phóng ra, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong so với phòng bá nam còn mạnh hơn, thậm chí trong lúc mở hồ mang theo khí tức hóa hồng cảnh. Loại cấp độ này đã thuộc về cấp độ đặt một chân vào hóa hồng cảnh, xem như là người có tu vi bán hóa hồng cảnh. Khi tức như vậy khiến cho lục tiêu du cũng có chút động dung, không ngờ hoàng giật đứng tư hài thiền bảng này, tu vi lại tới trình độ như vậy. Hoàng thiên bí pháp, hóa hồng biến. Tiếng quát trầm thấp lạnh lùng từ trong miệng hoàng giật chuyển ra, cuối cùng một đạo thủ ấn được kết. Khi tức vô hạn tiếp cận hóa hồng cảnh trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Khi tức quanh thần phóng lên trời, mái tóc dài bầu đen sau đầu lập tức thoát khỏi trói cuộc sợi tóc bay múa, khí tức trên người kéo lên. Không ngờ, còn trên đồng thủ mà hoàng giật đã thị triển ra hoàng thiên bí pháp của hoàng gia. Hoàng giật tự biết lục thiêu dù khủng bố, cho nên căn bản không dám khinh thường, sợ rằng cũng không muốn cho lục thiêu dù có cơ hội. Hoàng giật từ trước tới nay đều là người trầm ổn, hắn nhìn lục thiêu du khủng bố, cho nên còn chưa ra tay, đã lập tức chuẩn bị. khí thế quanh thân hoàng giật kéo lên, đám người đường dân, lôi tiểu thiên, mộc tử kỳ, hỏa vũ, bằng nhu, lý tương và những người khác trên không trung lập tức biến sắc. Hoàng tiền bí pháp, hóa hồng biến, không ngờ hoàng giật này lại tù luyện hoàng tiền bí pháp của hoàng gia tới tình trạng này rồi. Hoàng giật là vô thượng niết bàn, bản thân của hắn đã có tù vị bán bộ hóa hồng, tăng thêm hoàng thiên bí pháp, không ngờ lại khủng bố như vậy. Trên một ngọn núi, đám người lôi quang đường ám, mộc nguyên, và trung cường giả nhìn qua chiến đại trước mắt, ánh mắt cũng rùng động. Bọn họ đang người coi như hiểu rõ chỗ khủng bố của hoàng thiên bí pháp của hoàng gia. Hoàng thiên bí pháp của hoàng gia có thể đề thăng tu vi cấp độ của bản thân, như một chút công pháp có thể làm tăng lên tu vi bất phàm trong ba ngàn đại tiền thế giới này. Đừng nói là tới cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, coi như là tới đại đạo cảnh, niết bàn cảnh cũng không có hiệu quả quá lớn. Mà hoàng thiên bí pháp của hoàng gia Đại khủng bố tới cực điểm, tu điện tới tình trạng đỉnh cấp, đồn đại rằng ngay cả hóa hồng cảnh cũng có tác dụng lớn. Mà trong ba ngàn đại thiên thế giới, Hoàng thiên bí pháp cũng là một trong những công pháp đỉnh phong. Đường theo Hoàng thiên bí pháp và các thủ đoạn khác, Hoàng gia ở trong thượng thành thế giới cũng trở thành đệ nhất gia tộc dưới phòng gia. Trên trên đài, trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người Hoàng giật dễ dàng kéo lên. Một lát sau, khí tức mới bình thường trở lại, mà lúc này Ký tức trên người hắn đã tương đương với nhất nguyên hóa hồng. Trên người lộ ra ký tức nhất nguyên hóa hồng. Không ngờ, dựa theo hoàng thiên bí pháp, hắn lại săn lấp được cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh. Ký tức trên người lại tăng lên khủng bố đến như vậy. Bí pháp thật là khủng khiếp. Lục tiêu du cũng phải sợ hãi thán phục. Loại bí pháp tăng cường tu vi này so với bí pháp cửu chuyển thiền linh còn mạnh hơn nhiều. Bí pháp cửu chuyển thiền linh đối với lục tiêu du hiện tại mà nói đã hoàn toàn không còn một chút hiệu quả nào. Cảm nhận khí tức cuồng bạo có thể tương đương với nhất nguyên hóa hồng trên người hoàng giật lúc này. Trong đôi mắt thầm thúy mà đen kịt của lục thiêu du, đột nhiên cuồn cuộn chiến ý, khí tức cuồng bạo kinh khủng tuồn ra. Khí tức trần lý niết bàn đỉnh phong phóng thích ra, không trùng đột nhiên gió nổi mây phun, thiện uy nhàn nhạt từ trong hư không lan tràn. Khí tức trần lý niết bàn đỉnh phong của lục thiêu du lúc này phóng ra, không dưới khí tức do hoàng giật thúc dục hoàng thiền bí pháp tới hóa hồng cảnh một chút nào. Cậu khí tức này có cảm giác hùng hậu, ngưng thực, khí tức chân đến niết bàn mang theo thiên ủy nhàn nhạt và trả uy áp càng khiến cho người ta có thể khó chịu đựng. Lục Thiêu Du chân đến niết bàn để xem hôm nay người có vượt qua được ta hay không. Cảm nhận khí tức gia tăng mạnh mẽ trên người lúc này, Hoàng Giật nhìn Lục Thiêu Du, mái tóc sau đầu bay múa, khí tức lạnh đùng mà phiêu giật, lúc này có vẻ cuồng dã không thôi cảm nhận khí tức khủng bố trên người lục tiêu du lúc này trong mắt hắn lập tức tràn ngập chiến ý lúc này người mới có tư cách chiến với ta một trận muốn tăng ngăn cản bước tiến coi như người có chính thức đã nhất nguyên hóa hồng sợ rằng còn chưa đủ huống chỉ một chút thủ đoạn của ngươi đạt tới hóa hồng tạm thời cho nên còn xa mới có thể ngăn cản được bản thân ta lục tiêu du không chút khách khí trên ý cuồn cuộn trong mắt phóng ra bốn mắt hai người nhìn nhau hai cỗ khí tức phóng lên trời giữa không trùng gió nổi mây vùn, thiên địa biến sắc chiến ý bị đè nén trong cơ thể hai người rốt cuộc cũng triệt để sôi trào rồi bộc phát đủ cuồng ngạo hoang dật, ta hy vọng đến lúc đó sau khi tiến vào trong thương khung chiến trường lục tiêu dung ngươi cũng có thể cuồng ngạo trước sau như một như vậy tiếng quát từ trong miệng hoang dật truyền ra cùng lúc đó trong vì tầm hắn đột nhiên có một đạo lưu quang bắn ra uy áp linh hồn ngập trời lan tràn ra thiên địa, lập tức hóa thành một cây đại thụ trên không trung. Uy áp linh hồn điền biên không ngớt, trầm trọng vô cùng giống như thủy triều, cùng với uy áp thông linh bảo khí giống như gợn sóng lan tràn ra. Cái cây này xuất hiện, cả không trung chiến đài vang vọng tiếng sấm binh, trên trời xanh giống như mơ hồ có tiếng phạm âm chấn nhiếp linh hồn, mà ngay cả trong thủy vực bao đa ở chiến đài trong trục mơ hồ cũng có gợn sóng, dường như có không ít phật tượng hiển hiện. hiện thống lĩnh bảo khí linh hồn thật mạnh linh căn kia xuất hiện trên không trung ánh mắt lục tiêu du bỗng nhiên biến đổi giữa uy áp linh hồn kia tâm thần lục tiêu du run lên thống lĩnh bảo khí linh hồn bực này so với thống lĩnh bảo khí linh hồn hình chuông lần trước lục sư huynh hoàng phủ minh long đưa cho thái a cũng mạnh hơn không ít cấp độ giữa hai thứ hoàn toàn không giống nhau bồ đề linh căn còn chưa bắt đầu hoàng giật đã thúc dục bồ đề linh căn cùng với hoàng thiên bí pháp hắn muốn làm gì Hoàng giật không dám xem thường lục tiêu du một chút nào, cho nên hiện tại hắn với toàn lực ngăn cản lục tiêu du. Hoàng thiện bí pháp tăng thêm bổ đề linh căn, dùng tu vi của hoàng giật lúc này, người có tu vi nhị nguyên hóa hồng cũng phải nhượng bộ lùi bình. Nếu như lục tiêu du có thể chống cự, vậy thì có thể chống lại yêu nữ kia của phong gia. Trên ngọn núi, trung cường gián lúc này cũng nhìn nhau, giữa linh hồn chấn động kinh khủng kia, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía ngay cả bồ đề linh căn cũng thúc giục lục tiêu du còn có thể chống lại được hoàng giật biến thái này hay không nghe nói lúc trước khi chúng ta đỏ sức hoàng giật thậm chí còn có cơ hội đánh bại phòng dù dù thế nhưng lại cam tâm tình nguyện chịu thua trong tay phòng dù dù đám người đương dân đôi tiểu thiên đường tiểu tiểu mộc tử kỳ bằng Du, hòa vũ lý tương và những người khác đều tập trung nhìn vào chiến đài lục tiêu dù này có thể nghịch thiên được hay sao sau đường phòng bá nam trong đội ngũ hoàng gia, không ít thành điền nam nữ có chút cao ngạo nói, hoàng giật của hoàng gia chính là tồn tại, không thể chiến thắng trong lòng bọn họ. Bồ đề linh căn, đi! Hoàng giật khẽ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, trong bồ đề linh căn khổng lồ lập tức phát ra một tiếng phạm ẩm cực lớn. Linh căn lập tức xoay tròn, trong trong đát diễn sinh, hóa thành một cây bồ đề cực lớn, chừng mấy trăm trượng, bồ đề xanh biếc tầng tầng lớp lớp, giống như một cây ô che khuất bầu trời, che khuất trời xanh uy áp trên thông linh bảo ký bồ đề linh căn này cũng phát huy tới mức tận cùng giữa không trung đột nhiên vang vọng tiếng sấm uy áp đình hồn khủng bố tràn ngập thiền địa cây bồ đề che khuất bầu trời cũng bao phủ lục thiêu du dưới tán cây thân hình hoàng giật chẳng biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi dưới gốc bồ đề miệng nói lẩm bẩm dường như đã nhớ kỹ từng tiếng phạm âm bờ ảo khó hiểu uy áp linh hồn khủng bố khiến cho một phiến không gian lớn vạn vẹo công kích linh hồn vô thiên cái địa giống như sóng to gió lớn không ngừng trút vào đầu của lục tiêu du công kích linh hồn hùng hãn mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh thay cho lục tiêu du công kích linh hồn mạnh mẽ hùng hãn như vậy uy áp mạnh mẽ ẩn chứa ở bên trong đã sớm khiến cho tiên địa biến sắc nhưng trong lúc này lục tiêu du lại vẫn đạp không đứng lờ lửng trường bào màu xanh dưới kình phong không ngừng bay phấp phới công kích linh hồn khủng bố không ngừng tiến vào trong cơ thể lục tiêu du nhưng dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, công kích linh hồn khủng bố giống như gợn sóng này, căn bản không có cách nào làm gì được lục tiêu du. Giữa không trung, lục tiêu du đạp không đứng đơ đựng, dường như hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý để cho công kích linh hồn bang bang vô cùng này tiến vào trong cơ thể mình. Không có ai biết, ngay khi hoàng giật thúc giục thông linh bảo khí, linh hồn bồ đề linh can kia, kim đang bầu vàng trong đầu lục tiêu du dường như đã cảm giác được điều gì, lập tức nhảy ra phóng ra kim quang tràn ngập trong đầu lục tiêu du lúc này công kích tình hồn bàng bạc mênh mông tiến vào trong đầu lục tiêu du đang muốn mạnh mẽ phá hủy tất cả thì lập tức bị kim đào màu vàng tỏa ra kim quang thôn vệ bao nhiêu cũng không đủ công kích tình hồn biến mất không thấy đầu nữa công kích tình hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu lục tiêu du cợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn không ngừng lan tràn ra bốn phường tám hướng thế nhưng lại không khiến cho lục tiêu du có bất kỳ phản ứng nào. Đạo thân ảnh màu xanh cao ngất kia, lúc này ở trong cơn lốc linh hồn khủng bố này, giống như bản thạch vững vàng, không có cách nào bị rung chuyển, dù chỉ mảy may. Hoàng giật trên cây bồ đề, dường như cũng cảm giác được biến hóa như vậy. Trong ánh mắt lạnh lùng, lúc này mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc, phạm âm trong miệng khẽ đổi, thủ ấn lần nữa biến hóa. Trên không trung, tiếng xâm bỗng nhìn vàng vọng, giữa cây bồ đề cực lớn bồ đề linh căn đột nhiên run lên trong giây lát có ngàn vạn bồ đề linh căn lướt ra mỗi một bồ đề linh căn đều mang theo linh hồn chấn động khủng khiếp xuyên thủng không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt giống như tia chớp xuyên thủng không gian giống như một cơn mưa phóng to về phía lục thiêu du dưới vô số bồ đề linh căn vô thiên cái địa năng lượng trong phiến không gian này chấn động cuồng bạo thành thế giống như hủy thiên khiến cho không trùng trên chiến đài trung trung không ngớt sóng nước ở bốn phía thủy vực phóng lên trời chấn động nhân tâm dưới thành thế hủy diệt bực này mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía âm thầm hít sâu một hơi thầy cho lục tiêu du mà trong lúc mọi người chờ đợi lò đắng, đổ mồ hôi lạnh thay cho lục tiêu du lục tiêu du rốt cuộc có động tác lấy thần hình hắn làm trung tâm lập tức có một vòng kim quang lan tràn ra cùng lúc đó trong phiên hư không này có quang mang màu vàng vô cùng vô tận thẩm thấu ra khi tức sắc bén lan tràn tràn ngập trời cao. Song Hàn vạn bổ đợi linh căn phù thiền cái địa xuyên thủng không gian, bắn tới trước người Lục Thiêu Du, là lập tức đứt đoạn từng khúc dưới khí tức sắc bén quanh thần Lục Thiêu Du, căn bản không có cách nào tới gần quanh thần Lục Thiêu Du được. Dùng tu vi của ngươi, có thể coi như là cường giả trẻ tuổi đỉnh phong, cũng đã đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ tiếc muốn ngăn cản ta bằng vào thông đinh bảo khí còn chưa có đủ nhìn bồ đề linh căn khổng lồ như che khuất bầu trời trước mắt Lục tiêu du nói xong trong vì tâm có một đạo lưu quang lướt đi mang theo đình hồn chấn động mềm mông lan tràn ra lưu quang lập tức bị lục tiêu du nắm trong lòng bàn tay lưu quang thủ điểm đây chính là một cây búa nhỏ màu trắng dài nửa thước toàn thân tràn ngập bí văn quanh quẩn chiếc búa nhỏ này xuất hiện trong tay lục Thiêu du cả công trung trong thoáng chốc trùn lên không gian chung quanh thân hình lục Thiêu du thậm chí còn xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Trong phiến tiền điện này, trong lúc mờ hồ có cuồng phong trít gào ở phía xa, khi tức giống như hủy diệt, phu thiên cái điện lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta không tự giác được mà rung động. Cây bố này xuất hiện trong tay, trong mắt đèn đáy của lục tiêu du có tình mạng bắn ra, tay nắm chặt, đây chính là thông đinh bảo ký hồn diệt phách trùy mà lục tiêu du lại nhận được trong vật địa thiên giới. Cùng lúc ấy, lục tiêu du đột nhiên đạp không nhảy lên áo nghệ thời gian không gian chấn động thân hình xẹt qua không gian giống như sấm sét đánh về phía trước vô số bồ đề linh căn ven đường lập tức nứt vỡ căn bản không thể nào ngăn cản khí thế đột nhiên bộc phát của lục thiêu du thông định bảo khí không chỉ có mình người có lục thiêu du nói xong lập tức phất tay đánh ra một búa về phía bồ đề linh căn khổng lồ trong sát na nà này mọi người có thể cảm giác được đột nhiên cả không gian đình trệ giống như không gian đột nhiên run lên. Lập tức có năng lượng hủy diệt từ trong hư không thẩm thấu ra. Phía trên hồn diệt phách trùy có một đạo quang trụ giống như sấm sét đánh ra, mang theo lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh. Trong giây lát ngắn ngồi, lập tức hình thành một vòng xoáy khủng bố giống như trong hư không, giống như một cái lộ đen vũ trụ đánh vào trên bồ đề linh căn. Khí tức khủng bố lan tràn khiến cho linh hồn người ta rung động, sau khi một búa này hung hăng nện vào phía trên bồ đề linh căn quang mang chói mắt lập tức từ phía trên bồ đề linh căn khổng lồ kia bắn ra một mảnh lớn ke nứt đen kịt lan tràn ngay sau đó một âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm hung hăng vang vọng trên không trung chiến đài cơn lốc năng lượng kinh hồn khủng bố kia lập tức cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía vô số bồ đề linh căn đang phá không phóng về phía trước lập tức bị vỡ nát tầng tầng lớp lớp lá cây trên bổ đề thụ khổng lồ khổ héo năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận ở trong hư không thẩm thấu ra cơn lốc linh hồn khủng bố từ trên hai kiện thông linh bảo khí trên chiến đài khuếch tán cả phiến không gian lớn to đều vặn vẹo vô số chiến đài phía dưới cũng bắt đầu đành động run run thủy vực bao la phía dưới lúc này giống như đột nhiên có vô số quả bom dưới nước không ngừng nổ tung sóng nước lập tức bắn lên trên trời cao linh hồn không chịu nổi. Dưới cơn lốc năng lượng, linh hồn khủng bố như vậy, đám người bốn phía chiến đài, người có thực lực thấp một chút, lập tức kêu thảm thiết, linh hồn dò xét, vừa mới chạm tới cơn lốc linh hồn kia, lập tức bị ảnh hưởng cực lớn, linh hồn không thể chạm tới, khiến cho đám người vây xem chung quanh bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh mẽ, công kích bực này coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh thực thụ cũng không dám động vào hoàng giật của hoàng gia và lục thiếu du trần lý niết bàn không ngờ lại kinh khủng như vậy bốn phía chiến đài vô số ánh mắt xa xa tràn gặp vẻ kinh hãi loại lực lượng này quá mức khủng bố căn bản không phải là tuyên cổ cảnh bình thường có thể thúc giục ra loại năng lượng này cho dù có tu vi hóa hồng cảnh bình thường cũng không dám đụng vào bộ đề thụ khổng lồ giống như che khuất bầu trời dưới công kích linh hồn mang tính hủy diệt này lập tức héo rũ hóa thành bộ dáng vốn có của bồ đề linh căn sau đó trở về trong bi tâm hoàng giật. Hoàng giật đạp không đứng đơn lửng, ánh mắt nhìn về phía lục tiêu du, xa xa, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ kinh hái. Ngày sau đó, thân hình bỗng nhiên run lên, há miệng phun ra một gụm máu tươi đỏ thẫm. Một gụm máu tươi được phun ra, sắc mặt hoàng giật cũng trở nên trắng bệnh. Hắn thật không ngờ, hắn lại dùng phương thức này thua trong tay lục tiêu du. Hoàng gia dùng ao nghĩa linh hồn mà lực danh cả thượng thành đại tiền thế giới hắn thân là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của hoàng gia, thế nhưng lại thua dưới công kích linh hồn của lục thiêu du. Ta nói rồi, người không cản được ta đâu, người thua rồi. Nắm hồn diệt phách trùy trong tay, lục thiêu du đạp không đứng lơ lửng, khi thế bá đạo trên người lan tràn. Không ngờ, thực lực của ngươi lại tới tình trạng như vậy. Trần Lý Niết Bàn quả nhiên giành bất hư truyền. Nhìn lục thiêu du, trong ánh mắt lạnh lùng của hoàng giật, hiện lên vẻ bất đắc dĩ và trung động nói. Ta đã dùng hết toàn lực, mà vẫn không thể ngăn cản được ngươi. Người thắng rồi. Đà tạ. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, tu hồn diệt phách trùy trong tay lại. Hoàng giật không hổ là người đứng thứ hai trên thiệt bảng. Người đạt vô thượng niết bàn, thực lực khủng bố của người tăng thêm thông định bảo khí linh hồn, đủ để cho người tu vi nhị nguyên hóa hồng bình thường cũng phải kiềng kỵ. Chỉ tiếc, thực lực của lục tiêu du hiện tại có thể chống lại tam nguyên hóa hồng bình thường. Tăng thêm thông định bảo khí, còn có kim đao màu vàng công kích tình hồn hắn không sợ. Muốn đối phó với hoàng giật này cũng không có chút khó khăn nào. Có hối cũng muộn, ta thấy có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chiến với nàng một trận. Hoàng giật nói xong, thân hình lập tức xoay người rời đi. Hoàng giật thua, lại thua trong công kích linh hồn của lục thiêu du. Trên người lục thiêu du cũng có thông linh bảo khí linh hồn. Hai người này đều biến thái, so với lục thiêu du, hoàng giật vẫn kém hơn một chút. Mãi một lúc lâu sau, ở hư không bốn phía chiến đài, vô số ngây ngốc như gà cỗ. Ánh mắt lúc này cũng mới bắt đầu chấn động. Lục Tiêu Du và Hoàng Giật chết một trận, dùng thông đinh bảo khí ngạnh kháng. Hoàng Giật lập tức tan tác. Chuyện này khiến cho mọi người hoảng sợ và khiếp sợ ngoài ý muốn. Đúng là hai tên biến thái. lôi Tiểu Thiên, Đường Dân, Nhầm Tiểu Diều, Mộc Tự Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương và những người khác nhìn nhau. Mắt nhìn hai người kia vừa chiến một trận. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã bị đả kích khổng nhỏ. Đến thời điểm này, bọn họ mới biết được trong lúc bất trị bất giác chênh lệch giữa bọn họ và hai người này đã lớn tới tình trạng như vậy hai tên biến thái lục thiêu du càng thêm cường hãn thực lực của hai người này đều có thể vượt qua cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh đều là người nghịch thiên bốn phía xung quanh tiếng nghị luận không ngớt vàng vọng trên cả trời xanh kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo